Công Lý, đi xe cũ chưa có nhà nhưng sướng hơn Xuân Bắc. Bắt đầu của Táo Quân cho biết anh cần tiền đi xe xấu nhưng có thể hủy việc vì chén rượu với anh em. So với lớp diễn viên cùng thời như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý được nhiều người nhìn nhận là lận đận và vất vả hơn nhiều. Trong khi các đồng nghiệp đều đã là sếp và có cuộc sống giàu có, hạnh phúc, thì Công Lý đã ba đời vợ và vẫn chưa có nhà Hà Nội để ổn định hôn nhân. Cũng chính vì thế, trong năm 2016, Công Lý lăn lộn với nhiều vai trò khác nhau, từ nghệ sĩ hài trên sân khấu đến đóng tiểu phẩm Tết, thậm chí là cả phim truyền hình tâm lý xã hội chính luận. Sẵn sàng đóng phim hài chất lượng thấp, nhìn lại năm 2016 đã qua, anh thấy bản thân mình đã đạt được những gì trong sự nghiệp và cuộc sống. Tôi là người rất ít khi để ý hay nhìn lại những điều mình đã đạt trong một năm. Tuy vậy cũng phải nói, 2016 cũng là một năm thành công của tôi. Dù đó cũng không phải điều gì ghê gớm cả, năm qua tôi làm được khá nhiều việc, cả về việc phim ảnh và sân khấu. Ở nhà hát kịch đang công tác, tôi cũng dàn dựng những kịch mục và chương trình được nhiều khán giả yêu thích. Đấy là điều mà tôi cảm thấy vui nhất và coi đó là thành quả của bản thân năm 2016. Không giống như mọi năm, Tết Đinh Dậu 2017, Công Lý tham gia rất nhiều phim hài khác nhau, còn chất lượng thì hên xui nhỉ. À, hầu như tất cả các bộ phim hay chương trình tôi tham gia đều được quay và hoàn thành trước Tết rồi. Những ngày Tết, tôi thường dành thời gian bên người thân và gia đình, đi làm cả năm rồi cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nhưng nghệ sĩ mà, chưa thể xác định lịch nghỉ Tết của bản thân chính xác vào ngày nào, cứ khi nào hoàn thành hết công việc thì ngày Tết của tôi sẽ bắt đầu. Nhiều người cho rằng các đĩa hài Tết hiện nay có chất lượng thấp, thậm chí rất nhảm từ kịch bản đến diễn xuất của diễn viên. Là một nghệ sĩ hài có tên tuổi, anh có sợ mình bị ảnh hưởng khi nhận lời tham gia những dự án hài Tết như vậy? Đứng trên quan điểm của một người sản xuất, tôi thấy ai cũng muốn tạo ra các sản phẩm giá trị, chẳng ai muốn kéo chất lượng hài đi xuống bằng những sản phẩm kém chất lượng. Tuy nhiên, trong công việc nghệ thuật không có gì hoàn hảo cả. Nhiều năm làm nghề đã qua, có thể tôi nhận được lời mời với những kịch bản hơi non, đạo diễn kém, câu chuyện tầm phào. Nhưng quan điểm của tôi là phải nỗ lực hết sức, ít nhất không để khán giả phàn nàn về vai diễn của mình. Trước đây, tôi cũng từng tính sẽ không tham gia vào những dự án kém chất lượng như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác, nếu bản thân mình không tham gia diễn xuất để giúp cho nó tốt lên, thì bao giờ những sản phẩm hài như vậy mới khởi sắc được. Tôi không ngại khi tham gia vào những dự án này, chỉ bởi sự ảnh hưởng đến tên tuổi của mình. Điều quan trọng làm phải để khán giả hứng thú trở lại với các sản phẩm hài Tết, các sản phẩm phải tốt dần lên. Cách C để anh tham dự những đĩa hài Tết chắc chắn phải là top đầu. Tôi cũng không biết và cũng không có ý định giấu đâu. Ví dụ như anh em đi làm cùng nhau một chương trình, tôi chưa bao giờ hỏi Xuân Bắc là chương trình này bắt nhận được bao nhiêu, chương trình kia cách C như thế nào. Tuy vậy cũng có những mức để mình làm cơ sở đề nghị cách C. Chứ còn cứ để cho nhà sản xuất họ định giá thì rõ ràng họ chẳng muốn trả đồng nào. Tuy nhiên, tôi cũng là người dễ tính thôi, nếu phim nào mà nhàn tôi sẵn sàng bớt cho người ta một tí. Không giàu có nhưng sướng hơn Xuân Bắc, Tự Long. Tôi thấy hiện nay, những diễn viên hài trẻ, những bạn mới ra trường có ít đức diễn bởi cái bóng của những nghệ sĩ đi trước quá lớn. Đây cũng là một phần lý do đem đến sự nhàm chán cho các sân khấu hài. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào? Tôi thì không nghĩ như vậy, bất kỳ thế hệ nghệ sĩ nào cũng phải trải qua những khoảng thời gian như vậy. Vấn đề là họ phấn đấu như thế nào, chọn con đường đi ra làm sao. Ngày xưa bằng tuổi các bạn trẻ bây giờ, chúng tôi cũng nghĩ như thế, nhìn các chú Trần Tiến, Trịnh Thịnh, Phạm Bằng, Văn Hiệp, rồi nghĩ bao giờ mới có cơ hội, bao giờ mới đến lượt mình. Nhưng sau đó lại phải gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ đó ngay và tiếp tục cố gắng và cống hiến. Nếu không cố gắng thì sẽ không có Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, Quang Thắng như bây giờ. Điều quan trọng nhất đối với các bạn trẻ hiện tại đó có phải là định hướng được bản thân phù hợp với con đường nào, sau đó nỗ lực và cố gắng hết sức, tìm đúng hướng đi và lao động nghệ thuật nghiêm túc, rồi quả ngọt sẽ đến. Anh có ý định nhận một ai đó làm học trò để chuyên nghề chưa? Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ có khái niệm nhận ai làm đệ tử hay chân truyền. Các bạn trẻ thích thì các bạn theo và học hỏi, bạn nào cũng thế thôi, nếu muốn học hỏi thì tôi sẵn sàng chỉ dạy. Trong khi Xuân Bắc, Tự Long đã có gia đình và có cuộc sống hạnh phúc giàu có, Công Lý vẫn còn đang lông bông và có vẻ hơi chật vật. Đã bao giờ anh tự so sánh thấy chạnh lòng về sự thua thiệt của mình với bạn bè đồng trang lứa, dù anh cũng chẳng thua kém tài năng chút nào? Không, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Có
có những cái tôi sướng hơn Xuân Bắc Tự Long rất nhiều, nhưng chỉ mình tôi biết. Mọi người có thể nhìn thấy các anh ấy làm sếp, rồi mua xe sang, tậu nhà, biệt thự. Mỗi khi anh em đến tập táo quân, toàn xe mấy tỷ đổ đầy sân. Còn tôi vẫn là con xe cũ rích ngày xưa. Nhưng khi gặp nhau, anh em vẫn vui vẻ, vẫn tình cảm, và tôi thấy vẫn thoải mái với chính mình. Tính tôi thích thì tôi làm, không thì thôi. Tôi cần tiền thật, nhưng không phải là cái gì cũng làm. Nhiều khi có người bảo tôi đi làm cái này cái kia mà lại đang ngồi nhậu với anh em là tôi chẳng làm nữa. Đấy là cái sướng không phải ai cũng làm được đâu. Cực nổi tiếng và đắt xô, gia đình Hồ Văn Cường lần đầu ăn Tết sung túc. Sau một năm thành công, đây là năm đầu tiên Hồ Văn Cường có cái Tết thoải mái. Hiện tượng nhí của năm 2016 vượt qua Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Phương Mỹ Chi. Hồ Văn Cường là quán quân Việt Nam Idol Kids mùa giải đầu tiên. Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, Hồ Văn Cường là hiện tượng được khán giả yêu thích và luôn dẫn đầu lượt bình chọn. Em được Phi Nhung nhận làm con nuôi và hết lòng chăm sóc. Nửa năm sau khi đăng quang, cậu bé dân ca nhút nhát ngày nào đã dạn dĩ hơn trên sân khấu. Dưới sự giúp đỡ của Phi Nhung, Hồ Văn Cường được lên thành phố Hồ Chí Minh để học tập và theo đuổi niềm đam mê ca hát. Không chỉ đăng quang Việt Nam Idol Kids năm 2016, Hồ Văn Cường còn liên tục gặt hái nhiều thành công. Cậu bé xuất sắc có tên trong danh sách đề cử của nhiều giải thưởng lớn như VTV Award, giải Mai Vàng. Trong đó, Hồ Văn Cường đoạt danh hiệu ca sĩ được yêu thích nhất ở giải VTV Award, vượt cả Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Hồ Ngọc Hà. Ở Mai Vàng, hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng, Hồ Văn Cường cũng đã vượt nhiều gương mặt anh chị ca sĩ nhí đồng trang lứa như Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân để giành chiến thắng. Lần đầu ăn Tết ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ nửa năm, cuộc sống của Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi. Cậu bé đi diễn bằng ô tô đưa rước như bất kỳ ngôi sao nào của làng giải trí. Từ một cậu bé nghèo Tiền Giang, Hồ Văn Cường giờ đã có cuộc sống thoải mái hơn. Em và ba mẹ chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Em và mẹ ở cùng với Phi Nhung, còn ba ở quán chay của nữ ca sĩ. Hồ Văn Cường được Phi Nhung chuyển trường và lo cho việc ăn học. Bên cạnh việc chạy xô đi hát, em vẫn nỗ lực để học tốt. Cậu bé khoe học kỳ 1 vừa rồi, em được học sinh khá. Em phải cố gắng nhiều hơn nữa để bắt kịp với các bạn trong lớp. Cô Ngọc Thu, mẹ ruột quán quân Việt Nam Idol Kids cho biết, Tết Đinh Dậu có thể nói là cái Tết ấm no sung túc nhất của gia đình mình từ trước đến nay. Cả gia đình em đã không còn nỗi lo chạy ăn từng bữa mà có cuộc sống thoải mái dễ chịu hơn. Ba mẹ em đều làm việc ở quán chay của Phi Nhung. Ba em làm các công việc phụ giúp trong quán như sửa điện nước, ai nhờ gì làm đó. Chuyển hẳn lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, ngôi nhà dưới quê của Hồ Văn Cường cũng không sửa sang gì. Ngày 24 tháng 1, tức 27 Tết, Phi Nhung có cho em và các chị nuôi về quê. Cậu bé dọn dẹp nhà cửa, lau chùi các lư hương sáng bóng để cúng ông bà. Sau đó, Hồ Văn Cường lập tức về lại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho các chuyến lưu diễn ngày Tết. Tết năm nay, ở nhà em ăn Tết ở thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ chỉ phụ dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi lại lên phụ quán bán chay trong những ngày Tết. Khi được hỏi, nhà cửa ở quê tính sao, ba của Hồ Văn Cường cũng lo lắng chưa tìm ra giải pháp. Hiện tại chỉ nhờ một người bà con ở quê trông nom hộ. Khi được hỏi cảm xúc lần đầu ăn Tết ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, ba mẹ của Hồ Văn Cường đều bày tỏ chút lo lắng. Ở dưới này có vẻ vui hơn vì có chồng sớm với nhau. Ở trên Sài Gòn, nhà nào ra nhà nấy, không khí Tết cũng không rõ ràng, mẹ Hồ Văn Cường chia sẻ. Ba mẹ Hồ Văn Cường đều bày tỏ niềm vui khi năm nay kinh tế gia đình đã ổn hơn. Ba mẹ em đi làm ở quán chay của chị Phi Nhung đều có lương. Tiền đi diễn của Hồ Văn Cường có được lại lo cho việc học của em và dành dụm để chuẩn bị cho tương lai. Tết này, Hồ Văn Cường cũng tất bật với lịch diễn dày đặc. Em đi diễn ở các tỉnh miền Tây như Kiên Giang, Châu Đốc và được bà con đón tiếp nồng nhiệt. Ba mẹ Hồ Văn Cường cho biết, thỉnh thoảng anh mới qua nhà thăm con trai, lâu lâu cha con mới được gặp nhau vì ngoài việc học, Hồ Văn Cường lại bận rộn với lịch diễn. Nói về định hướng cho con trong tương lai, ba của em cho biết đã giao hẳn cho Phi Nhung để hỗ trợ và giúp đỡ con vừa đi hát, vừa học hết cấp 3. Ngôi nhà của Hồ Văn Cường ở quê sau nửa năm cũng dường như không có gì thay đổi. Ít nhất, cậu bé cùng ba mẹ dọn dẹp gọn gàng lại nhà chứ không sửa sang gì thêm. Những luống rau xung quanh nhà vẫn cằn cỗi vì không có người chăm sóc. Ba Hồ Văn Cường chia sẻ,
đất đai xung quanh nhà cũng cằn cỗi, giờ có trồng gì cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Chính vì vậy, ông quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh phụ giúp quán chay của Phi Nhung. Vách lá bên nhà rất tôm cũng không sửa sang. Trước đây, nhà quán quân Việt Nam Idol Kids nghèo đến mức không có một cái quạt, thì nay có thêm một chiếc quạt máy treo tường. Lần này về, mẹ Hồ Văn Cường cho biết để dọn dẹp lại nhà cửa rồi cúng ông bà xong lại lên Sài Gòn ngay cho kịp quán chay mở bán.